Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của tập ngày nhé. Ảnh tình tứ hiếm thấy của hoa hậu Ngọc Hân và chồng sắp cưới. Hoa hậu Ngọc Hân và chồng sắp cưới yêu nhau đã lâu nhưng rất kín tiếng, chỉ sau khi cặp đôi làm lễ dạm ngõ, vào năm ngoái, người hâm mộ mới được nhìn thấy một vài khoảnh khắc tình tứ của họ. Hoa hậu Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Dù là người nổi tiếng, nhưng Ngọc Hân hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, chỉ sau khi bức ảnh Ngọc Hân và bạn trai trong lễ dạm ngõ được lan truyền trên mạng. Vào cuối năm 2019, mọi người mới biết Hoa hậu sinh năm 1989, đã có bạn trai lâu năm. Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai trong bức ảnh chụp năm 2011 và 2019 ở bên ngoài nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh chồng sắp cưới của Ngọc Hân tên Phú đặt hiện làm việc ở Bộ Ngoại giao, hai người gắn bó bên nhau, đã nhiều năm. Hoa hậu 8X, từng tâm sự cô không thích nói về chuyện tình yêu bởi một mình tôi nổi tiếng. Đã phiền rồi, nên không muốn lôi kéo thêm gia đình, người thân, vào. Ngọc Hân, từng đăng ảnh chụp cùng người yêu trên trang cá nhân, nhưng chỉ gọi là anh bạn thân lâu năm. Sau lễ dạm ngõ, Ngọc Hân thoải mái chia sẻ hình ảnh chồng sắp cưới. Ngọc Hân, và bạn trai trong một bức ảnh chụp, vào năm 2018 cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau. dịp Giáng sinh 2019, Phú đạt đăng ảnh tình tứ bên Ngọc Hân. hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2010 mặc áo dài thanh lịch bên Phú đạt tại sự kiện văn hóa kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út vào tháng 9 năm 2019. đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé.